Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên vừa tổ chức đêm hội trăng rằm mừng Tết Trung thu cho 210 em thiếu nhi là con của đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ chương trình đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục múa, hát, văn nghệ đặc sắc sôi động về Tết Trung thu, cung trăng, chú cuội, chị Hằng. Do các bạn đến từ nhà thiếu nhi An Giang biểu diễn, được tham gia trò chơi có thưởng và các tiết mục quạt náo sân khấu vui nhộn, được thưởng thức các món ăn thơm ngon hấp dẫn do Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên chuẩn bị. Đặc biệt, mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 120.000 đồng, gồm bánh và lồng đèn trung thu để rước cỗ đêm trăng cùng gia đình. Tổng kinh phí cho đêm hội trăng rằm trên 30 triệu đồng được trích từ kinh phí công đoàn và vận động các doanh nghiệp đóng góp thêm. Đêm hội trăng rằm nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo của Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên nói chung và các công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước nói riêng đối với con của đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có một mùa Tết Trung thu vui tươi, trọn vẹn, ấm áp, nghĩa tình. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Long Xuyên cũng vừa tổ chức hoạt động Tết đoàn viên để trăng rằm mãi sáng trăng, mang 50 phần quà trung thu đến trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mua bán vé số trên địa bàn thành phố Long Xuyên, mỗi phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng đó là tình yêu thương, sự sẻ chia của đoàn viên, thanh niên, công an thành phố muốn gửi đến các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế, kém may mắn trên địa bàn thành phố Long Xuyên, để các em có được một cái Tết Trung thu đủ đầy, ấm áp.